Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Xe Cỏ Review ha. Mình là Hưng Xe Cỏ. Thì hôm giờ thì mình không có quay về chiếc Shadow Aro 750 đời 2019 ha. Thì hôm nay thì cũng có nhân dịp là mình có về một ít đồ phụ kiện như là cái chống đổ. Đấy, thì đây là cái chống đổ thân xe dành cho Shadow Aro. Thì cái này là mình đặt hàng nha mọi người. Đây là mình làm ra cái sản phẩm này, chứ hiện tại thì những cái chống đổ dành cho chiếc xe Aro mà nhập từ bên Mỹ về á, thì những cái dòng này nó không có, bởi vì ở thị trường Việt Nam thì nó rất là ít người chơi cái dòng xe Shadow Aro, cho nên những cái sản phẩm này cũng ít được đưa về Việt Nam đó. Thì những sản phẩm hiện tại như là chống đổ thì bên mình có nhận gia công và đặt hàng. Đấy, anh em nào muốn đặt hàng cái chống đổ này thì cũng có thể liên hệ với mình. Thì cái này sản phẩm mình làm bằng sắt nha anh em. Mình làm bằng sắt và sơn tĩnh điện lên. Và cái phi của nó rất là dày cho nên cũng rất là chắc chắn. Đó, cũng sẽ đảm bảo được cái việc chống đổ cho chiếc xe của mình. Và cái chống đổ này thì mình nhận đặt làm của cái anh khách hàng hôm trước đã mua xe ở bên mình đấy. Thì bây giờ mình làm cái bộ này và mình sẽ gửi về ngoài Bắc Ninh cho anh khách hàng. Và bên đó thì mình cũng có làm luôn cái bộ ba ga ở phía sau. Thì ở đây, đây là cái ba ga ở phía sau nha anh em. Ba ga này cũng làm bằng sắt và được sơn tĩnh điện luôn. Và ở trên cái ba ga này thì cũng có những cái lỗ để mà mình bắt được cái đế của cái thùng ghi vi. Đó, thì ở đây nó có khoan sẵn những cái lỗ rồi, chỉ việc đặt cái đế lên và vặn bốn con ốc xuống thôi. Và sau đó thì sẽ lắp cái thùng lên phía trên. Đó, thì cái này là sản phẩm dành cho Shadow Aro. Hôm trước thì mình cũng có tìm những cái ba ga sẵn như thế này. Tuy nhiên là không có, bởi vì cái dòng xe Shadow Aro nó cũng rất là ít, rất là hiếm ở trên thị trường á. Với lại bây giờ những chiếc xe mới nó cũng không có nhiều, cho nên người ta cũng không có sản xuất đại trà cái ba ga này, mà cái ba ga này chỉ có đặt làm thủ công thôi. Anh em nào có nhu cầu thì mình cũng nhận đặt hàng làm thủ công ha. Đó, cái sản phẩm này mua về là chỉ việc gắn vào thôi. Đó, thì chút nữa mình sẽ quay ướm thử lên phía sau cho anh em, bởi vì ở đây là chiếc xe mới cho nên mình cũng chưa có muốn đụng ốc ác gì lên cái xe này. Đó, cho nên mình không có gắn lên. Đấy, và hiện tại thì cái chống đổ mình đã gia công hoàn chỉnh hết rồi, sơn tĩnh điện cho nên nó sẽ có cái độ bền cao. Và cái nước sơn ở trên cái chống đổ này là nước sơn mờ nha anh em, mình không có làm cái sơn bóng. Đấy, mình làm cái nước sơn mờ nhìn cái xe nó cứng chắc hơn, bởi vì cái dàn chân ở phía dưới con Shadow Aro này là nó được sơn màu đen. Đó, nó được sơn màu đen mờ luôn, có một số chi tiết là nó sơn đen bóng thôi. Cho nên mình làm cái sơn đen mờ ở đây cho nó nhìn nó tiệp màu, nhìn cho đẹp. Đấy, thì cái chống đổ thân này thì sẽ gắn ở đây ha anh em ha. Nó sẽ bắt ở 3 điểm vào 3 cái con ốc. Thứ nhất là một cái con ốc ở dưới phía dưới này và một cái con ốc ở phía trên. Đó, phía trên ở cái két nước ở đây nó có một con ốc. Rồi ở phía dưới cái gác chân ở đây nó có một con ốc nữa, và phía bên kia cũng vậy. Đó, thì cái chống đổ này nó gắn cũng rất là đơn giản. Đó, chỉ việc tháo ra và gắn vào thôi. Thì với cái chống đổ này anh em, thì nó cũng sẽ rất là tiện lợi, là anh em có thể gắn thêm đèn đi tua nè, có thể gắn thêm còi hụ nữa. Đó, bởi vì cái này là cái dạng sắt ống sắt tròn, cho nên mình có thể gắn thêm một số đồ linh tinh. Đó, đèn đi tua nè, đèn đi tua có thể anh em gắn vào hai bên này. Đó, hoặc là gắn còi hụ. Rồi ở phía ngoài này thì cũng có thể bắt thêm những cái món linh tinh nữa. Đó, thì cái chống đổ này nó khá là to cho nên nó có thể gắn được nhiều thứ. Đó, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Cái con da Z ở trong clip này thì mình cũng bán ké luôn nha mọi người. Thì con da Z này là xe thanh lý hải quan. Thì xe này nó là biển số thành phố Hồ Chí Minh rồi, và xe này mình đang đứng tên. Đấy, thì tất nhiên là con xe nó ra được biển số thành phố Hồ Chí Minh hợp lệ ở 282, thì cái con xe này nó cũng đã được giám định rất là kỹ càng. Đó, và xe này thì nó cũng được dọn mới từ trong ra ngoài luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khá là dễ nhớ.
Đó, và con xe này thì cũng có thêm được mấy món ăn chơi nữa, như là IC, rồi bình xăng BWK, rồi thêm một cái lưỡi gà VFOX. Đó thì xe này nó cũng đã vô một số món đồ chơi để cho nhẹ xe, và máy móc thì cũng rất là êm. Xe này thì mình cũng ít có đi. Đó, chủ yếu thì mình dựng ở nhà rồi lâu lâu lấy đi cà phê thôi, chứ con xe này ít đi. Và nó là xe màu vàng đen. Đó, mình sử dụng cái mâm màu bạc cho nó nhìn cho nó sáng cái xe. Đó, thì tất cả đồ trên xe thì cũng là đồ của Yamaha chính hãng hết. Đó, anh em nào mua thì cũng có thể liên hệ với mình ha. Đây, thì đây là cái ba ga sau làm từ sắt nha anh em. Thì ở đây được sơn tĩnh điện màu đen mờ. Đó, anh em có thể thấy. Thì cái ba ga này nó sẽ gắn được cái thùng GV. Cái này là mình làm cho cái thùng GV, cho nên kích thước của nó cũng là chuẩn, các cái lỗ ốc ở đây cũng là chuẩn luôn. Về chỉ đặt cái bát thùng lên đây thôi, cái bát thùng nhựa đó anh em, gắn lên đây thôi và siết bốn con ốc lại là có thể gắn được cái thùng GV để mà mình vi vu trên các cung đường. Thì cái ba ga ở đây mình cũng sẽ ướm lên cho mọi người xem thử ha. Đó, thì cái ba ga thì nó sẽ bắt vào vị trí này, nó sẽ bắt vào hai cái con ốc. Đó, cái ba ga này sẽ bắt vào hai con ốc hai bên. Rồi, thì cái ba ga của mình nó cũng không có đưa lên quá cao. Nó chỉ nằm ở khoảng tầm lửng lửng ở đây thôi. Nó sẽ ngang bằng với cái phần yên. Đó, và cái thùng mình sẽ lắp lên. Cái thùng mình sẽ lắp lên ở phía trên này. Rồi, ở đây là một cái tay dắt. Thì nó cũng rất là tiện cho anh em luôn. Nếu mà anh em cần dắt xe đó thì anh em sẽ nắm vào đây. Không cần phải nắm vào đây ha. Nắm vào đây thì nó giãn cái dây ở đây. Mặc dù là cái dây này là cũng là một cái tay dắt. Đó, tuy nhiên là mình đã có gắn cái ba ga này rồi thì coi như mình không cần phải nắm cái dây này nữa. Mình nắm ở cây sắt ở phía sau. Đó, rất là tiện lợi cho anh em luôn. Xe nó là Hải Quan Thanh Lý. Thì cái con này nó chỉ có 220 mấy triệu thôi nha anh em. Giá cũng rất là rẻ luôn. Nếu mà anh em mua các dòng xe Thanh Lý khác thì đời cao á, thì giá của nó này nó cũng đã trên 300 triệu rồi. Đó, anh em nào muốn chơi xe rẻ sang tên toàn quốc được á thì chơi xe này. Đó, chỉ có 200 mấy chục triệu thôi. Rồi, còn với em Shadow Arrow này thì nó là một chiếc xe mới nha mọi người. Xe mới và nó là đời 2019, đời cao nhất. Đời cao nhất hiện tại luôn. Và cũng không có đời 2020 cũng như là không có đời 2021. Và hiện tại thì Shadow Arrow thì mình còn có hai màu nha. Màu nâu cánh gián, màu nâu sô-cô-la và màu đen. Đó, thì hôm giờ thì mình cũng bán vài xe màu đen và cũng có hai xe màu nâu. Đó, thì mình cũng đã bán cho các anh em ở các nơi. Và hiện tại thì những chiếc Shadow Arrow này thì nó là giấy tờ hải quan chính ngạch, cho nên nó ra tên rất là nhanh. Nếu mà anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình sẽ ra tên trong vòng 2 ngày làm việc thôi. Đó, ra tên rất là nhanh nha anh em. Không có cần phải chờ đợi hải quan như là trước đây nữa. Bởi vì những chiếc xe này nó đã có hồ sơ hải quan cầm tay hết rồi. Đó, và ở đời 2019 thì các chi tiết của nó thì cũng như vậy thôi. Nó chỉ khác một chút về cái màu sơn. Và ở đời 2019 này mọi người cũng còn thấy được cái đuôi về sau của nó như là đuôi tôm ha, rất là to. Đó, cái đuôi về sau rất là đặc trưng của Shadow Arrow. Và cũng ít có dòng xe nào có cái về to như thế này. Đó, nhìn chiếc xe 750 phân khối thôi mà nhìn nó to như là 1200 vậy đó. Rất là to. Và cái phần đèn phía sau của nó cũng khá là đặc trưng, rất là cổ điển. Đó, cái đèn hậu theo kiểu quả kim cương, nhìn nó rất là đẹp. Và các tai đèn xi nhan thì nó là thiết kế theo kiểu hình tròn, giống như là quả trứng gà. Đó, nhìn nó rất là to ha. Và ở cái đời 2019 này thì cái nước sơn của nó là cái màu nâu, rất là đẹp. Thì những cái đời trước đây thì nó không có cái màu nâu này. Đó, chỉ có đời 2019 thì nó mới có cái màu nâu rất là đẹp. Và nó có kim tuyến ở bên trong, nó rất là lấp lánh, rất là sáng. Nếu mà anh em đi ban ngày á, đi ban ngày ánh nắng chiếu vào thì nó sẽ lấp lánh, nhìn nó rất là đẹp. Đó, và các cái đường nét ở trên chiếc xe thì nó vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là cái nẹp sườn xi ở phía sau, rồi vỏ phuộc nó bọc ở ngoài cái phuộc. Đó, với dòng Phantom thì cái lò xo nó nằm ở phía ngoài luôn, nó không có cái vỏ bảo vệ phuộc ha.
Còn Aro thì nó có cái vỏ bảo vệ phục, nó màu sáng, nhìn cái xe nó rất là hay. Và cái đùm của xe thì nó đã được sơn màu đen ở đời 2019. Đó, và phần bô thì vẫn là bô chồng, bô đôi, hai bên, một bên. Đó, bô chồng, bô nằm một bên. Rất là đẹp với cái dòng Shadow Aro. Và cái kiểu thiết kế trên con xe này thì nó, cái bình xăng của nó cũng khá là to. Bình xăng thì nó có dung tích lên đến khoảng 14 lít. Đó, và nó được làm dẹp giống như là cái lưng của lực sĩ đó anh em. Nhìn nó rất là to bự sang hai bên ha. Đó, và cái phần yên này nó cũng rất là to luôn. Phần yên này giúp cho anh em ngồi rất là thoải mái khi đi đường xa. Đó, và phần yên ở phía sau cũng rất là to. Nó giúp cho người ngồi sau cũng thoải mái hơn cái dòng Phantom. Dòng Phantom thì cái yên ngồi sau nó rất là nhỏ và nó kiểu như nó hơi bị trơn. Đó, và cái ốp lọc gió nằm bên phải thì nó vẫn là cái được xi chrome. Đó, nhìn nó bóng như gương. Mọi người có thể thấy là ở bên trong nó phản chiếu giống như là gương vậy đó. Rất là đẹp luôn. Và cái phần lốc máy ở trên con xe thì nó cũng đã được sơn màu đen giống như là những người anh em Shadow Phantom. Đó, nhìn lốc máy nó rất là khỏe khoắn ha. Và cái động cơ con xe này thì nó 45 mã lực. Đó, sức mạnh cũng vừa phải và cái độ dễ chịu khi đi trong phố của nó rất là tốt nha. Anh em đã sử dụng qua Shadow thì cũng biết rồi. Dòng xe này cái máy của nó khá là nguội. Đó, nó nguội hơn các đối thủ cùng phân khúc luôn. Đó, máy này thì đi anh em đi hàng ngày vẫn được và đi đường có kẹt xe cũng không sao, cũng không sợ nóng. Đó là cái điểm hay của Shadow Aro cũng như là Shadow Phantom. Đấy, và phần về phía trước. Phần về phía trước thì nó cũng làm to. Đó, nhìn nó, chiếc xe nhìn nó rất là lực lưỡng. Đó, và bên cạnh đó thì cái chiếc xe này thì nó trang bị các chức năng rất là cơ bản. Và nó không có đồ điện tử gì nhiều, nó chỉ có phun xăng điện tử thôi. Phun xăng điện tử FI. Đó, rồi có giải nhiệt bằng két nước. Thì cái đồng hồ xe thì nó đo bằng mai. Cái vòng số lớn ở ngoài là nó đo bằng mai, bởi vì nó là xe Mỹ. Rồi cái vòng km nhỏ thì nó nằm ở bên trong. Đó, nó sẽ giúp cho anh em đi ở đường phố Việt Nam vẫn có thể xem được cái đồng hồ. Đó, không có sợ bị vi phạm tốc độ. Và xe thì nó cũng trang bị rất là cơ bản. Với con xe đời 2019 cao nhất bây giờ mà chiếc xe nó vẫn không có báo xăng. Nó không có báo xăng bằng điện tử và cũng không có báo xăng bằng kim luôn. Nó chỉ có báo xăng bằng đèn thôi. Đó, không có báo xăng và cũng không có báo số. Khi nào mà đi gần hết xăng thì nó sẽ báo đèn vàng ở đây ha. Đó, một con xe nó rất là cơ bản. Nó chẳng có gì để hư. Cho nên cái con xe này nó thuộc dạng là nồi đồng cối đá. Đó, anh em có thể thấy. Cái phần ghi đông nó cũng cong ra phía sau, giúp cho cái tư thế của mình ngồi lái nó cũng thoải mái nữa, không có bị chồm về phía trước. Và phần đầu đèn của chiếc xe thì nó vẫn trang bị là bóng halogen. Đó, trang bị là bóng halogen luôn, cũng không có bóng led nào ở đây. Và cái chó đèn của nó thì cũng khá là to. Đó, và được xi chrome rất là sáng, rất là hấp dẫn. Đó, nhiều anh em nếu mà đã thích cái dòng Shadow Aro này rồi thì cũng không có gì để chê. Đó, những đồ xi ở trên xe thì nó cũng rất là bền. Đó là công nghệ xi của Honda, nó rất là bền và nó phải bền theo năm tháng luôn. Những chiếc xe đời 2008, 2009 cho đến bây giờ thì nó vẫn, cái nước xi nó vẫn đẹp nha anh em. Đó, nếu mà người sử dụng kỹ á, không có làm chày á, thì cái nước xi ở trên xe nó vẫn rất là đẹp. Đó, màu nâu cánh gián của đời 2019 này thì nó ít có bị đụng hàng. Bởi vì những cái đời trước thì nó không có cái màu nâu này. Ở những đời trước thì nó màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu bạc. Nói chung là nó chưa có cái màu nâu này. Đó, chỉ có đời 2019 thì nó mới bắt đầu có cái màu nâu này. Mà con xe thì nó cũng được sơn màu đen luôn. Cho nên nhìn nó cũng khá là hấp dẫn. Thế anh em nào quan tâm tới chiếc Shadow Aro thì cũng có thể liên hệ với mình ha. Còn nếu mà anh em nào trẻ trung muốn chơi cái dòng hai thì
thì ở đây có da dép, thanh lý, hải quan. Đó, xe này chỉ có 200 mấy chục triệu thôi. Và cũng có thể bao anh em sang tên nha. Anh em ở tại Sài Gòn thì mình bao anh em sang tên, còn anh em ở tỉnh thì mình sẽ bao rút hồ sơ cho anh em về sang tên. Xe thì cũng đã được giám định 282 rồi, cho nên chiếc xe này là hợp pháp toàn quốc, cho nên anh em cũng không có cần phải lo ngại gì hết. Đó, xe ở đây mình bán là bao chuẩn cho anh em nha, sang tên vô tư. Đó, còn chiếc xe này là hải quan chính ngạch, ra tên toàn quốc luôn. Rồi, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ với mình. Xin cảm ơn anh em.